Hello anh em. Hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm 2023. Bên dụng cụ cầm tay là tôi cũng mới về thêm một số đầu máy Subora anh em ha. Subora N844 công suất là 60 ngựa nha anh em. Ha, công suất 60 ngựa. Thì cũng như bữa hổm là cũng như là mình cũng đã hết hàng cũng rất là lâu rồi, thì cũng như là bữa nay là hàng có công về ha. Mình thử ra mình có tiếp tục có thêm những cái dòng Subora N844 để lên đây phục vụ anh em. Anh em nào mà có nhu cầu thì anh em bữa hổm có hỏi mình thì anh em xem được cái clip này thì anh em cũng ủng hộ giùm cho mình ha. Số điện thoại mình là 0914711438. Mình là tên Tình nha anh em. Rồi thì bây giờ mình cũng không làm mất thời gian của anh em ha. Thì bây giờ mình xin vô chi tiết mã con số 1 nè. Cái này là mã số 1, cái này là Isuzu 3K C2 nha. Cái con này là bữa hổm mình đã có clip rồi, nó nằm ở trên cái đầu trục quýt ha. Thì có như là có khách cũng như là có đặt mình cũng đã tháo ra sẵn rồi, nhưng mà có cái anh khách mà ảnh cứ hẹn tới hẹn lui, ảnh để tới nay, thành thử do cũng như là do mình để cũng như thời gian chờ đợi lâu quá, mình không có thể nào mà chờ được cái anh mà chốt hàng mình hôm đó. Mình thử ra bữa nay mình lên clip lại ha. Anh em nào bữa hổm có hỏi mình á thì mình cũng giao lưu với anh em nha. Đó, cũng như bữa nay mình cũng như mình lên clip lại ha. Đó. Rồi thì mã số 1 nè, Isuzu 3K C2 ha. Máy này mới chạy cũng như là hình như bữa đó là cũng như là nó mới chạy có 900 mấy giờ nè ha. 300 mấy giờ chứ, mới chạy 300 mấy giờ thôi. Đó, máy là ken xe ben luôn. Máy rất là đẹp. Cũng như là do là cũng như cũng bể chốt ha. Thử ra bữa nay mình buộc mình phải lên clip mình đăng lại để lên đây phục vụ cho anh em nha. Rồi mã số 1 Isuzu 3K C2 giá 20 triệu nha. Thì đó là Isuzu 3K C2 này sử dụng là sử dụng bét kim. Nó ngon hơn là Isuzu 3K C1 nha. 3K C1 là bét thường, còn này là 3K C2 bét kim ha. Rồi rất là tiện lợi cho anh em luôn. Những cái đời bét kim thì điểm thứ nhất là mình tiết kiệm nhiên liệu nè. Điểm thứ hai nữa là cũng như là mấy cái đời bét kim là nó không có chế độ xong ha. À, không có chế độ xong, hãy mà anh em cứ cho máy lăn máy là sẽ nổ, không cần xong ha. Đó, nó rất là tiện lợi luôn. Rồi bây giờ mình xin vô chi tiết cho anh em xem lại ngoại hình ha. Đây đó, mình đã tháo sẵn ra nè, anh em thấy không, bô e có đầy đủ nè. Rồi quay vô mặt trước cho anh em xem, máy là nguyên zin 100% nha anh em. Máy rất là đẹp, rất là ken luôn đó. Cái này đó là rất là tiện cho anh em mà chẳng hạn như anh em mà đấu mấy xe cuốc ha. Xe cuốc 1,5 đó, xe cuốc 01 hay là 1,5 đồ này kia, đưa con Isuzu 3K C2 này vô rất là phù hợp đó, rất là tiện luôn đó. Nó có đầu trâu sẵn luôn ha. Rồi quay dài lên nắp cò cho anh em xem đi. Mã số 1 Isuzu 3K C2 bét kim. Máy này thì bây giờ đang đi cái vòng tua là 3450 ha. Đi vòng tua 3450, đưa ra công suất là 26 ngựa nha anh em. 26 ngựa ha. Nè anh em nhìn nè. Đó, máy là nguyên zin 100% nha. Anh em thấy không? Mấy cái nắp chụp cò nè, còn rất là đẹp luôn. Ha, rất là ken, rất là mới. Rồi, quay mấy cái bét luôn. Máy này là zin hết á, chưa có đụng cái chìa khóa nào vô nha anh em. Ha. Đó, rất là ken. Rồi thì máy mình á là coi như là 20 triệu là mình sẽ bao gồm là coi như đầy đủ đồ nha. Đó, coi như là bô e nè, tắt điện nè, bơm dầu nè, lượt dầu nè ha, có đầy đủ đồ chơi cho anh em luôn. Mà máy là đồ riêng theo máy hết toàn bộ nha anh em thấy cái lọc dầu không, cái lọc nhớt nè, cái lọc nhớt mà nó còn mới tinh luôn á. Đó, tại vì mới cái máy này hầm hởm là coi như mới chạy 300 mấy giờ thôi. Đó. Rồi quay về dài vô heo cho anh em xem. Chân heo cho anh em xem. Ha. 20 triệu. Giá này cũng như rất là hợp lý luôn nha anh em. Đó, Isuzu 3K C2 bét kim, giá 20 triệu thôi. Nhưng mà có cái đầy đủ đồ luôn. Bô e, tắt điện, bơm dầu, lượt dầu, luôn cả quên nữa. Luôn cả là hệ thống sạc luôn cho anh em luôn nha. Đây nè. Hệ thống sạc nè. Đó, hệ thống sạc đầy đủ hết á. Đó. Nhưng mà có cái là cái bữa đó công tắc nó bị hư rồi.
ha, công tắc nó bị mắc cái chìa khóa rồi, thành thử ra mình tháo ra đó. Còn cái này là anh em về là anh em cứ đưa vô là đấu vô chìa khóa là ngay chốc luôn ha. Đó chìa khóa 5 chân đó, anh em cứ lấy cái chìa khóa bắt vô đấu vô 5 dây này là xong, là coi như máy mình nó hoạt động bình thường, đề chìa khóa chế độ sạc này kia đầy đủ hết luôn, bơm dầu hoặc là tắt điện là có đầy đủ trên hệ thống điện nó hết đó. Đó có luôn mã cái hộp điện luôn nè ha, hộp điện này nè là có mấy cái sạc ở trong đây ha, mấy cái sạc bình ở trong đây có đầy đủ hết á, có sạc bình nè, có chế độ báo bình đồ này kia đầy đủ hết hả, chế độ sạc báo bình này kia đầy đủ ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay cái mặt sau cho anh em xem nè. Đó, máy này là mình mới cắt ra, nay là chắc cũng tầm khoảng chắc cũng khoảng chục ngày rồi đó, cũng như là mình mới cắt ra là có anh khách bên mình đó là đã chốt rồi, nhưng mà có cái là ảnh cũng như là chưa có tiện lấy, thành thử ra mình do mình chờ không được ha, mình chờ không được, thử ra mình lên clip mình đăng mình bán lại cho anh em đó. Chứ cái máy này bữa họ cũng rất là nhiều người hỏi, nhưng mà có cái là mình đã chốt cho người đó rồi, mà người đó mà cứ hẹn là hàng lượng, thử ra mình buộc mình phải xử lý vậy ha. Đó anh em nhìn nè, rất keng rất đẹp. Rồi quay qua bên mặt của đề đi, dạ anh em thấy không, nguyên riêng hết á, chưa có đụng cái con tán nào hết á. Chưa có đụng tán nào ha. Rồi đây nè anh em nè, thấy nè, cái củ đề nè, củ đề mà nó còn 7 màu luôn đó. Cũng như bữa nay mình quay lại sơ lược thay ha đó, bữa hổm là cũng như là đó, rất là đẹp luôn củ đề ha. Rồi đi mô sạc nè anh em thấy không, cái đồ nó còn rất là mới, rất là đẹp, rất là keng. Rồi bây giờ mình sẽ quay vô từ con ốc bô luôn cho anh em xem. Đây nè, ốc bô còn trắng tươi hết luôn, chưa có đụng cô tán nào hết nha. Đó máy mình là zin hết, chưa có đụng cái chìa khóa nào vô hết á. Đó. Rồi luôn cái cả con bô này mình cái con bô này mình cũng đưa luôn cho anh em nha, con nhúng nè. Đó về anh em tiện, cũng như anh em muốn bẻ cái bẻ hướng nào cứ anh em cứ bẻ ha. Đó rất là tiện. Đó mình giao luôn cái con nhúng cho anh em. Rồi. Mình cũng đã cho anh em xem hết cả một cái ngoại hình của máy rồi ha. Rồi sau đây mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem.
Rồi bây giờ sau đây là mình xin thằng công bố giá lại nha. Đó. Mã số 1 đầu máy mít, đầu máy Isuzu 3KC2 ha, được cắt từ ở trên đầu trục quýt đi đem xuống lên đây để phục vụ cho anh em. Đó, máy mới hoạt động 300 mấy giờ thôi, tình trạng máy là đẹp trên 90% ha. Đó, máy này thì mình sẽ cam kết cho anh em bao cho anh em zin 100%, chưa có chìa khóa nào đụng vô ha. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai nữa là mình sẽ bao hơi bao khối cho anh em luôn nha. Rồi, mã số 1 giá 20 triệu gồm boe tắt điện, boe nè, tắt điện nè, bơm dầu nè, lọc dầu nè, luôn cả nguyên cái bảng cấp lô điện luôn. Đây nè, nguyên cái hộp điện của máy luôn nè, zin theo máy luôn nè, giao luôn cho anh em luôn, tính cho anh em giá 20 triệu thôi, rất là hợp lý ha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình giới thiệu cho anh em những cái đầu máy mình anh em đã rất là nhiều anh em có rất là nhiều anh em đã hỏi mình, nhưng mà mình cũng đã hết hàng ha, hết hàng nay cũng mấy tháng rồi, bữa nay mình sẽ có hàng trở lại để lên đây phục vụ anh em. Anh em nào mà có xem được clip thì anh em cứ alo cho mình và ủng hộ cho mình ha. Rồi thì đối với lại Shimoda N844 giá là 26 triệu nha anh em. Giá 26 triệu mình bao gồm luôn hai cái lốc lạnh này cho anh em nha. Đó, bao gồm luôn hai cái lốc lạnh này cho anh em. Mình lấy tính cho anh em 26 triệu. Đó, tình trạng máy là đẹp khoảng 95%. Đó, tình trạng máy đẹp khoảng 95% ha. Máy là đang mung luôn, đang hùi luôn. Đó, mấy cái máy này anh em tưởng tượng như là mua một cái máy mới ha. Đó, anh em về cài rất là thoải mái, rất là bền bỉ theo năm tháng. Dòng Shimoda mà thương hiệu là coi như cũng đáng cấp ở Nhật Bản nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em xem trên cái phần dài dài nắp to đây ha anh em nha, nhìn nè, nước sơn riêng hết toàn bộ đó, còn bệt sơn nè ha, bệt sơn từ chỗ luôn, từ con tán luôn đó. Bệt sơn là chính hãng nha, bệt sơn coi như là nập bệt sơn niêm phong á, niêm phong từ hãng mà nó ráp vô là nó sẽ bệt sơn ha. Đó. Rồi đây nè, máy này quá đẹp rồi, mới tinh luôn anh em thấy không. Rồi quay xuống bơm nè, bơm còn ngon lành hết ha, bơm đổ là con như quay mà còn nghe ọt 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 luôn á anh em. Đó, mấy cái lốc lạnh nè, bơm quay mà nghe ọt 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 đó, hơi còn rất là mạnh nha, rất là chuẩn đó. Bơm lốc lạnh này là của dòng Denso ha. Đó, mấy cái bơm dòng Denso này là cũng như là xài rất là bền bỉ theo năm tháng nha anh em. Đó, mấy cái bơm này mà anh em mà đưa vô mấy cái xe mà mấy chiếc xe mà 29 chỗ là rất là hợp lý luôn nha. Một bơm thôi, anh em đưa vô xe 29 chỗ rất là phù hợp. Đó. Đây, quay về dài dài đi. Ha. Zin hết toàn bộ, máy là đen thui đen mung hết luôn. Máy mình thì có bơm dầu nha anh em, đây bơm dầu nằm đây ha. Đó, bơm dầu nằm đây nè. Rồi quay về dài xuống thông số cho anh em xem luôn. Đó, thông số N844 dung tích là gần 2.2 nha. Máy mình dung tích là gần 2.2 đó, 2.26 ha. Đó, 2.26 đó, thì mình tính ha, mình tính chuẩn ra là cái máy này chắc tầm khoảng 55 ngựa đó, 55 ngựa tô 3.000 đó, máy của mình 55 ngựa tô 3.000 nha. Rồi mình sẽ quay qua cái bánh trớn sau cho anh em xem luôn, anh em thấy không, bánh trớn rất là đẹp, rất là keng luôn ha, mới tinh luôn. Cái đời Shimoda này á là cũng như là bánh trớn nó rất là dày nha đó, anh em thấy không, bánh trớn nó rất là dày đó anh em, mà nếu mà chạy tải á, anh em chạy tải mà bánh trứng dày á là cũng như nó chạy rất là có lực nha anh em ha. Rồi mình sẽ quay qua cái cụ đề cho anh em xem luôn. Đây nè, cụ đề nè, như là máy mới luôn, Denso. Máy mình á là sử dụng bình là bình 12V nha anh em ha, made in Japan luôn ha. Rồi quay về dài xuống lốc máy cho anh em xem. Máy này coi như là cái máy mới, đen thui cái máy luôn,
Rồi bên đây một lốc nữa ha. Là coi như là máy mình á là bao gồm á là 26 triệu là bao gồm luôn cả hai cái lốc lạnh luôn nha anh em. Đó, cả hai lốc lạnh luôn mình giao luôn cho anh em nha, là 26 triệu. Còn anh em mà không lấy hai cái lốc lạnh á mình sẽ trừ ra cho anh em 2 triệu. Ha, lại còn 24 triệu nha. Đó mình nói rõ cho anh em. Đó quay về dài xuống. Ok ha. Rồi đây là mặt trước nè, mặt trước của máy nè. Đó, mấy tán cốt còn đen mung hết. Rồi, bây giờ sau đây là mình cũng đã cho anh em xem qua cái màn hình của máy rồi ha. Bây giờ sau đây là mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem nha. Đấy. Máy mình là có tắt điện nha anh em. Đó, nó có tắt điện ha. Máy mình có tắt điện đầy đủ. Rồi đưa được cái máy. Ok. Đó, lốc lạnh này á, là nó có cái nồi Amaya 12V nha. Đó, cái lốc lạnh của Denso nè. Nó có cái nồi Amaya 12V ha. Đó, rất là tiện cho anh em mà ráp lên xe Thaco 29 chỗ. Đó, anh em mà ráp lên xe Thaco 29 chỗ là đối với cái lốc lạnh này ráp vô ngay nghề luôn. Mà xài rất là bền bỉ theo năm tháng nha. Hàng nghĩa địa mà. Anh em về mà đưa vô mấy cái con Thaco 29 chỗ là ngon lành. Mình xin tắt máy luôn cho anh em xem nha. Để cái thao dầu hứng dầu cái. Rồi đây. Rồi.
Thì máy mình đó thì nó có một cái động cơ rồi anh em ha. Máy mình đó nó có hai đường tắt, một là tắt cơ, còn hai nữa tắt điện ha. Cái này là anh em kéo xuống là tắt máy, nhưng mà bây giờ mình đang test chế độ mà công tắc điện luôn cho anh em ha. Bây giờ mình qua đây mình sẽ cho anh em xem tắt điện ha. Rồi ở đây là một dây cấp nguồn 12 nè, đây là dây này cấp nguồn 12 cho tắt điện nè ha. Bây giờ mình bứt cái dây, mình cắt ngang cái nguồn 12 luôn là máy mình sẽ tắt ha nè. Đó, cắt ngang cái nguồn 12 luôn là máy mình nó sẽ tắt máy ha. Rồi rồi bây giờ mình cũng báo giá lại nha. Shimoda N844 có công suất là 55 ngựa, đưa ra vòng tua 3.000 ha. Công suất 55 ngựa đưa ra vòng tua 3.000. Máy mình thì bao gồm luôn cả hai cái lốc lạnh, giá là 26 triệu nha. Còn anh em không lấy hai lốc lạnh mình sẽ trừ lại cho anh em 2 triệu, là còn là 24 triệu nha. Ok nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình test luôn con Shimoda nữa, thêm cũng dòng Shimoda nữa, mình về tới mấy con rồi ha. Đó, mình test thêm một con nữa để cho anh em xem luôn nha. Con này thì không có hai cái lốc lạnh ha. Shimoda này không có hai cái lốc lạnh, N844 đồng công suất với nhau là 55 ngựa, vòng tua 3.000. Đó, đồng công suất nha, giá 24 triệu. Đó, anh em cũng như mình quay hai con là hai con mới là đạt khoảng trên 95%. Anh em thích lấy con nào cứ lấy ha. Thích lấy con này thì mình tháo hai lốc lạnh ra, mình giao cho anh em đầu máy 24 triệu, lấy luôn hai lốc lạnh 26 triệu. Rồi bây giờ mình sau đây là cũng con quay qua dòng số lượng nữa. Đây nè, mã số máy nè ha. Đó, anh là 844L2104. Rồi đây nè, đây là nó có một cái số mã heo nè ha, N844 cũng là 2104. Đây chụp xuống thấy rõ không? Đó, đó còn như là bên Nhật á, lại làm gì là phải có cái lý do chính đáng hết ha. Mã số trên đây nhưng mà nó có cái làm mã heo, nguyên cái mã heo là nằm ở dưới đây. Đó, chính xác. Rồi quay về dài với lóc sang cho anh em xem đi. Đó, anh em thấy không? Bánh trớn nè, còn đen thui luôn. Đó. Rồi, củ đề nè, còn rất là đẹp ha. Đó, dây cổ còn đầy đủ nè. Đó, dây cổ còn đầy đủ luôn cho anh em nè ha. Giờ là anh em coi như là cứ nhiệm vụ là coi như dây sẵn đó, anh em đi thiết kế là đi đi lại điện mà xài thôi. Đó, thấy không, đen thui hết luôn nè. Máy khá là đẹp luôn, khá là keng. Rồi chân máy nè. Rồi quay lên mặt trước cho anh em xem luôn. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ vô điện rồi mình test luôn cho anh em xem nha. Đây thì dây trắng nè, dây trắng này là dây cấp nguồn 12 nè ha. Rồi cộng dây trắng nhỏ, cộng dây màu vàng nhỏ nè là dây cấp nguồn 12 cho tắt điện ha. Dây cấp nguồn 12 cho tắt điện. Đó, bây giờ mình test luôn cả hai dây luôn. Ê, này đề chứ, dây trắng này dây đề chứ. Dây trắng này dây đề nha anh em, số đi anh em nha. Dây trắng này là dây kích đề. Còn dây dây vàng nhỏ nè là dây cấp nguồn 12 cho tắt điện ha. Rồi, dây này là dây 12 nè. Đó, bây giờ mình lấy cái dây này mình cấp vô đây 12. Ha, dây nhỏ nè. Đó, mình cấp cho 12 cho tắt điện mình nó sẽ mở ha. Đây.
Đó. Rồi lúc đó mình kẹp vô. Ừ ha, kẹp nha. Rồi. Rồi bây giờ mình đề cho nó test máy luôn cho anh em xem nha. 7 7. Rồi. Đơn giản ha. Đó. Còn nó là hai đường tắt, một cái là tắt điện, còn hai nữa là tắt cơ. Tắt cơ là anh em gạt xuống là tắt cơ ha, là nó sẽ tắt máy nè. Đó, gạt xuống là tắt máy luôn ha. Đó, hai đường tắt nha. Anh em về thích hợp cái đường tắt nào cứ anh em cứ đi theo cái ngã tắt đó. Rồi thì đó là mã số 3 nè. Sibora N844L, cũng như động cơ là 55 ngựa, đưa ra vòng tua 3000. Đó. Động cơ này là động cơ 4 máy nha ha. Đó, động cơ 4 máy sử dụng nhiên liệu chạy dầu. Đó. Giá 24 triệu nha nè. Ha. Sibora là 844, công suất 55 ngựa, vùng tua 3000. Đó, giá là cũng như rất là hợp lý cho anh em nha. Giá chỉ 24 triệu thôi. Rồi, thì bữa nay mình cũng có một số mặt hàng mới về để lên đây phục vụ cho anh em ha. Thì anh em mà coi phù hợp được cái máy nào á thì anh em cứ alo cho mình và ủng hộ cho mình ha. Số điện thoại mình là 0914711438. Mình là tên Tình nha. Địa chỉ mình C12/45 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em muốn tới địa chỉ mình xem hàng thì anh em cứ search lên Google Maps, dùng Google Container T. Google Maps nó sẽ hướng dẫn anh em tới địa chỉ của mình luôn. Rồi, cảm ơn anh em và hẹn gặp lại.